5 người trên, 5 người dưới thôi, đủ trả mới đủ trả số. Coi đồ ăn là một nửa thôi, nhà nhà this is the bottom part. Là lốt. Ok rồi. 2000 ok. Còn người ta là chỉ có 1500 à. Là mình là ok đó. Là mình phải 2500. Mà thứ hai người ta là người ta không phải chi cái tiền này, nó có biết không? Như cái tiệm ở ở ấy đó, ở phải 75 á là mọi người đều lương 1500 hết. Cái tiền tip nó mới chia đều hết cho mọi người.